nghiệp đại học là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong mỗi chúng ta, đánh dấu một bước ngoặt, bước sang một chặng đường mới. Cái điều ấn tượng nhất đối với thầy trong cái quá trình đồng hành cùng với các em sinh viên K2 đó là cái sự năng động, tràn đầy năng lượng của các em K2. Cái điều đó là cái điều mà thầy chỉ thấy sinh viên PR của Văn Lang mới có. Nhớ từng lời cô, nhớ những ngày nơi đây dấu yêu. Sẽ có những khi giận hờn phu vơ, cũng có những khi cảm thấy tuyệt vọng. Thì bạn hãy nhớ, luôn còn có tôi, luôn còn kia thân yêu. Sau 4 năm học đại học ở Văn Lang, em có nhiều sự khác biệt hơn. Nhờ vào cái môn học mà các thầy cô giảng dạy thì em suy nghĩ nó bao quát hơn. Cô hy vọng với kiến thức 4 năm giảng đường sẽ là hành trang để các em tự tin bước vào tương lai, chạm tay vào sự nghiệp và chính thức các em được gọi trưởng thành. Dù bao gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng vượt qua. Em xin đại diện cho các tân cử nhân của ngành quan hệ công chúng gửi lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô của trường đại học Văn Lang. Nhớ từng lời cô, nhớ những ngày nơi đây dấu yêu. Sẽ có những khi giận hờn vu vơ, cũng có những khi cảm thấy tuyệt vọng. Thì bạn hãy nhớ, luôn còn có tôi, luôn còn Pia thân yêu. I love Pia Pia, oh 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 oh. I love Pia Pia, oh oh oh. Đường xa dẫu vẫn còn dài, ngày mai biết đâu nhiều trông gai, nhưng sẽ chẳng có ai ngã gục phải không. I love Pia Pia, oh 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 oh. I love Pia Pia, oh oh. Gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng vượt qua. Mong các em vững chãi trên con đường mới, bản lĩnh hơn, nghị lực hơn, dù có khó khăn hay vất vả cũng không cản ý chí các em. Thực sự là em hơi gây ấn tượng với thầy rất nhiều trong những cái năm tháng mà các em ở khoa quan hệ công chúng truyền thông. Giờ thì cũng đến lúc chia tay và xin chúc các em là khỏe, hạnh phúc và thật sự là thành đạt trong sự nghiệp của mình. Đường xa dẫu vẫn còn dài, ngày mai biết đâu nhiều trong gai, nhưng sẽ chẳng có ai ngã gục phải không. I love Pia Pia, oh 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 oh. I love Pia Pia, oh oh oh. Bao gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng.